sao bạn lại ngồi xổm ở đây vào dịp Tết Nguyên Đán? Nếu bạn có một người thân đặc biệt nói nhiều, bạn có sợ không? Đúng. Có một nhóm ở bên trong. Không sao đâu, tôi nói trước đi, việc còn lại để tôi lo. Anh gà đã về rồi, trên đường có kẹt xe không? Họ đến đây và có vẻ quan tâm đến tôi, nhưng thực tế là họ đang thử xem tôi có muốn mua xe hay không thôi. Xin lỗi, chiếc thang của anh Si phải một lúc lâu mới hạ cánh xuống. Xe nhà cô chật hẹp quá. Anh Di ở đơn vị nào? Con trai tôi là quản lý của một công ty nước ngoài. Huyện Nhi Điên xuất hiện, nhưng con trai hắn quả thực là một trong những thiên tài hàng đầu trong làng. Quả ra cũng không bằng một con tiếng. Công ty thu gom rẻ rách. Thu thập rẻ rách rất phù hợp với bạn. Hỏi từ tôi. Thù lao, thù lao. Bố ơi, con thất nghiệp. Bạn không phải là người sưu tầm rẻ rách sao? Đúng vậy, hãy mua những công ty tồi tệ. Bạn. Bác bình tĩnh lại đi. Thưa tôi, cậu gọi anh ấy là gì? Cậu có nhớ tôi là ai không? Và tôi, bạn đã quên tôi. Bạn là chú thứ ba, không, chú thứ hai hay cháu trai của chú ấy. Tôi thậm chí không thể nhớ được ai trong số họ. Tại sao bạn không ứng tuyển làm quản lý? Vị trí này là dành cho người thân, khó khăn nào cũng có thể làm được. Lương hàng tháng là 80, không nhân dân tệ. Tôi là chú thứ ba của anh ấy, người đã tuyển dụng tôi. Tôi là gì? Thôi nào, tôi là tổ tiên của anh ấy. Bạn thực sự có thể đúng lắm. Nếu bí mật bị lộ thì sao? Tôi không hề bịa ra, tôi thực sự đã làm vậy. Nhân tiện, tại sao bạn lại ở đây thay vì chúc mừng năm mới? Bạn có sợ nếu người thân xếp hàng để giúp bạn đi hẹn hò ngủ quán? Nếu là người nhạy bén, hãy giao bố ngay lập tức. Đừng đánh anh ấy thực sự không có ở đây.